Cách thức lừa đảo được các đối tượng thực hiện đó là liên hệ khách hàng bằng các hình thức như gọi điện, nhắn tin, kết bạn qua các mạng xã hội Zalo, Facebook để hướng dẫn thu thập thông tin sinh trắc học. Sau đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt khách hàng để được hỗ trợ. Đối tượng có thể yêu cầu các cuộc gọi video để thu thập thêm giọng nói, cử chỉ đối tượng đề nghị người dân truy cập vào đường link lạ để tải và cài đặt ứng dụng hỗ trợ thu thập sinh trắc học trên điện thoại. Sau khi lấy được thông tin của nạn nhân, các đối tượng tiến hành chiếm đoạt tiền trong các tài khoản ngân hàng và sử dụng thông tin của khách hàng vào các mục đích xấu. Trước tình hình trên, ngân hàng khuyên cáo người dân tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu ngân hàng số cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Ngân hàng không liên hệ trực tiếp với khách hàng để hướng dẫn thu thập sinh trắc học người dân cần tuyệt đối cảnh giác và không truy cập các đường liên lạc qua chat sms hoặc email gửi đến điện thoại của bạn để tránh nguy cơ bị lừa đảo đánh cắp thông tin